Tập 30. Nhưng tôi không thể nói với cô ấy. Anh sẽ đưa em đi. Có lẽ tôi thực sự không nên quay lại. Không nên quay lại. Ra đây đi. Muộn thế này rồi. Có chuyện gì à? Nói đi. Thịnh Vương muốn làm gì? Đã biết rồi sao còn phải hỏi? Nó không bảo cậu đi ám sát Mã Chính Long sao? Thằng nhóc đó có nói cậu ta muốn tự tay giải quyết Mã Chính Long thay cha báo thù. Nếu cậu vẫn còn nhớ đến tình cảm huynh đệ của chúng ta thì hãy ngăn nó lại. Đây không phải là chuyện nó có thể làm. Cậu nên biết, một khi nó hành động thì có ý nghĩa gì với đồng gia. Nếu cậu có thể ngăn nó lại thì chính là giúp tôi, giúp đồng gia. Nếu chuyện này thành công, cậu vẫn là sư đệ của tôi. Đồng Thịnh Vương không phải kẻ ngốc. Nó biết một khi thủ tiêu Mã Chính Long, hậu quả sẽ thế nào. Hắn chỉ là đang diễn một vở kịch thôi. Nhưng tôi lo là nó làm như thế không phải rõ ràng là để cho mọi người biết nó muốn làm gì sao? Còn phải xử lý Mã Chính Long. Mã Chính Long đích thị là một con cáo già. Tôi không đặt nhiều kỳ vọng về việc Đồng Thịnh Vương có thể giải quyết Mã Chính Long. Cậu ta có thể giải quyết hay không vẫn là một chuyện. Nhưng chúng ta có thể thủ tiêu hắn. Chỉ cần sau khi chúng ta ra tay rồi khiến mọi người nghĩ là do Đồng Thịnh Vương làm là được rồi, bên phía tỉnh thành nhất định sẽ nổi giận. Vậy thì sao? Sự kiên nhẫn của Nhật Bản cũng có giới hạn. Tôi đã cố gắng giữ thể diện cho Mã Chính Long rồi, nhưng người này lại thù hằn Nhật Bản như vậy, tôi không thể tha thứ cho hắn. Đông Hà vậy mà lại tồn tại chướng ngại vật này. Nhưng nếu chúng ta để Arima và Yokoyama ra mặt, nhỡ mà thất thủ sẽ liên lụy đến chúng ta. Đúng, anh nói rất đúng. Chúng ta thực sự cần một trợ thủ khiến người khác không ngờ tới. Tôi bây giờ khắp người toàn là mùi hôi, không khác kéo xe là bao. Nhị thiếu gia, sao phải làm khó mình như vậy? Thành thật mà nói, tôi thực sự thích những ngày tháng thế này. Ngọc Quyên à, cảm ơn cô đã giúp tôi diễn kịch. Tôi đã khiến cô chịu ấm ức rồi. Cái tên Mã Cao Hùng đó không có may mắn. Vì Ngọc Quyên mệnh khổ, không tương xứng với Mã thiếu gia. Tôi rất mong tất cả có thể là thật. Cho dù chỉ là vài ngày, cuộc đời này cũng đã đáng giá rồi. Xin lỗi. Trong lòng tôi, nhị thiếu gia, đừng nói nữa. Được rồi, không nói nữa. Nhị thiếu gia, nếu nhị thiếu gia không xem tôi là người ngoài thì có một điều tôi bắt buộc phải nói. Lần này anh cãi nhau với Đồng phu nhân, tôi không biết mục đích của anh là gì, nhưng chú Quan cũng đã lên tiếng khuyên bảo rồi. Tôi nghĩ đây là chuyện quan trọng. Tôi biết tôi không nên hỏi những chuyện này. Tôi chỉ hy vọng anh đừng làm loạn nữa. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm loạn đâu. Tôi bây giờ tỉnh táo hơn bao giờ hết. Còn Tần tiểu thư, rõ ràng là anh yêu cô ấy. Nhưng tại sao
lại nói muốn cưới tôi. Cả hai chúng ta đều là người cùng cảnh ngộ. Lúc nãy chuyện giữa cô và Mã Cao Hùng, cô không cho tôi nhắc đến. Bây giờ tôi cũng nhờ cô giúp một chuyện. Chuyện giữa tôi và Tần Diệp, sau này cô cũng đừng nhắc đến nữa. Cha, sao thế? Con gái, sao con vẫn chưa lên mỏ làm việc thế? Có một chuyện con muốn hỏi cha. Con hỏi đi, chuyện gì? Cha thấy sắc mặt của con không tốt. Có phải con không khỏe không? Nếu con không khỏe thì không cần phải đi làm. Cha sẽ nói với Thành Nghĩa. Cha, hôm nay cha có thể không đi làm không? Cha của con, từ khi nào lại đáng giá như vậy? Cha đi rồi về. Cha phải đi, để giao việc cho thư ký Tăng. Con muốn ăn gì, cha sẽ mua về cho con. Sao vậy? Có phải là chuyện của Tịnh Vương không? Được rồi, con hỏi đi. Người nhận Mã Chính Long. Sao bức thư này lại nằm trong tay con? Con đã mở rộng két sắt của cha. Con quá đáng lắm rồi. Dù con ở đảng phái nào, con cũng là con gái cha. Sao con có thể làm thế? Con chỉ muốn hỏi rõ ràng. Sự ra đi của Đồng Hữu Chí rốt cuộc có liên quan gì đến cha không? Con điên rồi. Đây là chuyện con nên hỏi sao? Con hỏi cha với tư cách là con gái cha. Cha có thể nói cho con biết tại sao cha lại sát hại Đồng Hữu Chí không? Cha không sát hại Đồng Hữu Chí. Vậy lá thư này cha giải thích thế nào đây? Là ai đưa cho cha? Con làm cha thất vọng quá. Con là con gái của cha. Con vẫn chưa gả đến Đồng gia. Sao con lại phải giúp họ? Không phải con giúp họ, con đang giúp cha. Con giúp cha. Giúp là tự tiện mở két sắt của cha à? Từ khi nào mà gia đình ta có đặc vụ vậy? Nếu con làm cha thất vọng thì cha càng phải thất vọng về Cao Hùng mới đúng. Nó mới là đặc vụ thực sự, là Đao Phủ. Con im miệng ngay. Cha không cho phép con nói em trai như vậy. Bức thư này nó cũng đọc rồi. Con, con đấy. Và cả Cao Hùng, nhìn hai đứa con xem. Kiếp trước cha đã tạo nghiệp gì vậy chứ? Hai đứa hay lắm. Nhìn hai đứa con xem, đã làm cái gì đây? Cha, cha có thể nói cho con biết 20 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Chuyện này vô cùng quan trọng. Nó liên quan đến con. Im đi. Mở miệng ra một tiếng Đồng gia, hai tiếng cũng Đồng gia. Trong mắt con còn có người cha này không? Cha nói cho con biết, vốn dĩ cha không thích tên Đồng Thịnh Vương. Con đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Không liên quan đến con và Thịnh Vương. Bây giờ có người nói với Đồng Thịnh Vương, chính cha đã sát hại Đồng Hữu Chí. Ai? Ai nói vậy? Hắn đầm máu phun người. Người Nhật. Người Nhật sao? Người Nhật có ý muốn lợi dụng chuyện này. Con muốn tra rõ ràng là vì cha đó. Chuyện của 20 năm trước đến bây giờ mới nói, có ý nghĩa gì không? Cha à, cha nói cho con biết đi. Con xin cha đó, không được sao? Được. Được rồi. Nếu con muốn biết như vậy, vậy cha sẽ nói cho con biết. Ngồi xuống đi. Đồng Hữu Chí là người của Hội Đồng Minh. Viên Thế Khải xưng đế. Các tỉnh miền Nam phất cờ nổi dậy. Hắn gom góp một số tiền lớn, định chuyển đến phương Nam. Chính phủ Bắc Dương có thể đồng ý không? Nên mới phái sát thủ đi xử lý. Đây là nguyên nhân khiến Đồng Hữu Chí phải bỏ mạng. Đó là một khoản tiền lớn. Người trên giang hồ và bạn bè thân thiết trước đây của hắn, những người có ý đồ xấu, đều bị quân Việt Bắc Dương nhân cơ hội đó tiêu diệt hết, để cướp bóc tài sản. Sau khi số sản vật to lớn đó biến mất, sự ra đi của Đồng Hữu Chí vĩnh viễn là một ẩn số.
Bức thư này họ viết cho cha vào lúc đó. Hy vọng cha cũng tham gia vào chuyện này. Nhưng cha không làm thế. Nói như vậy là chính phủ Bắc Dương làm. Đồng Thịnh Vương muốn tìm kẻ sát hại cha mình thì bảo nó đến Thiên Tân, Bắc Bình đi. Có lẽ ở đó có manh mối. Vậy ai đã viết bức thư này cho cha? Đi đời rồi. Nhị thiếu gia, anh bị sao vậy? Bộ dạng của anh hai ngày nay tôi nhìn cũng thấy sợ. Ngọc Quyên à, cô yên tâm, tôi sẽ không làm liên lụy đến cô. Tên tiểu tử Mã Cao Hùng thích cô, cậu ấy nhất định sẽ bảo vệ cô. Đến khi mọi chuyện kết thúc, cô vẫn nên ở bên cạnh Mã Cao Hùng đi. Nhị thiếu gia, nhờ anh không bỏ cuộc, xem tôi như em gái. Cả đời Ngọc Quyên cô đơn hiu quạnh, không có gia đình. Trong lòng tôi luôn coi anh như người thân. Anh đừng bỏ tôi lại. Đến cuối cùng, thứ nên bỏ lại không phải đều sẽ bỏ lại sao? Quyết định rồi hả? Nếu đổi lại là anh thì anh sẽ làm gì đây? Cha nuôi của cậu đã tới tìm tôi. Cha nuôi tôi còn có thể nói gì chứ? Chỉ đơn giản là hỏi tôi muốn làm gì thôi. Anh đã nói với cha nuôi tôi rồi. Cha nuôi cậu nói nếu tôi có thể ngăn cản cậu sẽ cho tôi trở lại sư môn. Anh nghĩ sao? Xét về tình, về lý, tôi không thể để cậu tiếp cận Mã Chính Long. Hơn nữa, chỉ dựa vào con dao cùng này, cậu không làm hại ai được đâu. Anh không tin tưởng tôi. Có phải cậu nghĩ giữ người khác là chuyện dễ dàng không? Việc hại người đổ máu, phải động thủ quyết liệt thì mới có thể thành công. Chỉ có những người từng sát hại người khác mới biết thủ tiêu một người khó khăn thế nào. Một khi xảy ra sơ sót sẽ không thể cứu vãn. Sự sợ hãi và hối hận sẽ đeo bám cậu đến suốt cuộc đời. Bản lĩnh có lớn đến đâu cũng vậy, cũng không vượt qua được lương tâm của mình. Tôi đang báo thù. Không có lý do thì ai lại sát hại người khác chứ? Có vẻ là anh đứng về phía cha nuôi tôi rồi. Tôi chỉ không muốn cậu hy sinh một cách vô ích. Cho dù có bỏ mạng tôi cũng phải đi. Nếu chúng ta là bạn, anh đừng khuyên tôi nữa. Chuyện tôi muốn làm thì không ai ngăn nổi. Đỗ Tam Giang quả thật là xảo quyệt. Núi Phi Long cũng là một nơi hiểm trở. Cao Hùng muốn tấn công núi, nếu không có vũ khí hạng nặng sẽ có rất nhiều thương vong. Cậu vừa thua một trận, nếu không có chiến lược toàn diện, chúng ta không thể dễ dàng tấn công núi. Tôi không tin, thật sự không thể hấp tấp được. Đỗ Tam Giang chiếm đóng ngọn núi này, bám riết không rời. Hắn cũng không dám xuống núi quấy rối chúng ta đâu. Chúng ta cứ từ từ đấu với hắn. Anh muốn bao vây hắn ư? Nhưng tôi đã lập quân lệnh trạng với trưởng quan Lê rồi. Mau chóng tiêu diệt bọn cướp để anh xây xưởng công binh. Tôi cũng vội. Bên phía mỏ Bắc Sơn đã khai thác đồng rồi, còn bên tôi chưa động vào viên gạch viên ngói nào cả. Trong vòng 10 ngày không tóm được sào huyệt của Đỗ Tam Giang, tôi sẽ tới tỉnh thành tạ tội. Cậu với tôi đều là bạn học cũ, còn lập quân lệnh trạng gì nữa? Mặc dù cậu thua Đỗ Tam Giang, nhưng mà tôi vẫn khâm phục cậu. Thua chính là thua. Tôi nói thật lòng đấy. Cậu vì sự nghiệp của Quốc Dân Đảng mà gạt hết cảm xúc cá nhân sang một bên. Có một câu tôi không biết có nên nói hay không. Theo như tôi thấy, cậu rất thích Ngọc Quyên. Thích mà sao không theo đuổi vậy? Cậu cũng là một thanh niên có tư tưởng mới. Cậu e ngại miệng lưỡi thế gian sao?
Chuyện này anh không hiểu đâu. Chẳng lẽ là vì mối quan hệ của Đồng Thịnh Vương với Ngọc Nguyên sao? Đồng Thịnh Vương, tôi nói này, cậu đã hiểu lầm cậu ta rồi. Trong lòng của Đồng Thịnh Vương chỉ có một người con gái, đó chính là Tần Diệp, chị gái của cậu. Nhưng bây giờ cậu ta đột nhiên tuyên bố kết hôn với Ngọc Nguyên, cậu không cảm thấy là sao? Còn nói sẽ cắt đứt mối quan hệ với Đồng gia, thật sự rất khó hiểu. Nhưng tôi luôn cảm thấy cậu ta có mục đích khác. Cậu ta lại muốn giở trò quái quỷ gì nữa đây? Báo cáo Lý tướng quân, cô vợ dẫn theo một lão già điên tới, nói rằng phải gặp được anh. Anh xem, tôi qua đó một chuyến. Đi thôi. Ông chú à, ông không được tùy tiện vào đó đâu. Đây là doanh trại, chúng ta sẽ chơi trò đánh trận. Đã nói rồi mà, ra ngoài đánh trận. Chính Khải, ông chú à, ông vừa phát minh ra vũ khí mới gì sao? Cho cháu xem với. Không cho. Ông ấy làm một cái ống nhỏ, cũng không biết dùng để làm gì. Ông chú à, chỉ cần ông cho cháu xem vũ khí mới của ông, buổi trưa cháu sẽ mời ông ăn canh thịt cừu. Ông thấy sao? Thật sao? Thật mà, trước mặt nhiều người như vậy, còn có cả Ngọc Bình nữa, cháu có thể lừa ông được sao? Ba bát canh thịt cừu, thơm ngon nóng hổi luôn. Thật hả? Vậy tôi cho cậu xem một chút. Vâng. Đưa cho cậu, cậu cũng không hiểu đâu. Sức mạnh lớn lắm đó. Hôm nay thử thành công rồi mà. Sao mình không nghĩ tới nhỉ? Sao vậy? Cảm ơn ông chú của em giúp anh nhé. Nói với ông ấy, buổi trưa anh sẽ mời ông ấy ăn canh thịt cừu, mỗi ngày ba bát lớn. Không phải đó chứ Chính Khải, anh nói gì vậy? Đi chơi đi. Cao Hùng, có giấy với bút không? Có. Sao vậy? Ông chú của Ngọc Bình thật sự là một cao thủ. Ông ấy đã làm một ống phóng lựu đạn. Vũ khí này sức mạnh tương đương với một khẩu súng cối nhỏ. Quy trình chế tạo đơn giản, có thể phóng lựu đạn ra ngoài. Trận địa của kẻ địch không có điểm yếu trong phòng thủ, là vì người Nhật có loại vũ khí này. Có nó rồi, việc tấn công núi Phi Long sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cậu xem, chính là cái này. Cái này có thể sẽ dễ sử dụng hơn súng. Đạn đi theo đường thẳng, tốc độ càng nhanh thì độ chính xác theo đường thẳng càng cao, và ngắm bắn cũng sẽ chuẩn hơn. Chiến đấu trên địa hình núi, kẻ địch đều nấp sau những tảng đá, chúng ta căn bản là không thể đánh lại chúng. Với lại chúng ta không có vũ khí hạng nặng. Với thiết kế này, chúng ta có thể ném lựu đạn vào đầu kẻ địch. Cậu nói xem sao chúng đánh lại chúng ta được. Vậy thì tốt quá rồi. Cái này sản xuất như thế nào? Hiện tại Đông Hà vẫn chưa sản xuất được. Tôi sẽ vẽ một bản chính xác hơn, rồi để họ gửi tới xưởng công binh ở tỉnh thành. Phải mau chóng chế tạo trong đêm, cần tối thiểu 20 bộ. Có nó rồi, chúng ta nhất định có thể chiếm được núi Phi Long. Ôi chào, Mã thiếu gia, khách quý đây mà. Sao hôm nay lại có thời gian đến tầng thế giới của tôi thế? Đừng nhắc đến Mã thiếu gia với anh nữa. Có vẻ như tiểu đoàn phó Phạm có thành kiến rất lớn với tôi nhỉ? Tiểu đoàn trưởng Mã, giữa ban ngày ban mặt, cậu đến đây không thích hợp lắm. Không phải anh cũng ở đây sao? Tôi, Phụng Hân là vợ tôi mà. Tôi thăm vợ tôi thì có sao đâu. Cũng đúng, là do tôi nhiều chuyện rồi. Chị Phụng Hân, tôi đến đây để gặp Ngọc Nguyên. Được thôi. Có phải Thịnh Vương ở đây không? Cậu ta ở đây thì tôi không gặp nữa. Đâu có đâu, Đồng thiếu gia ra ngoài rồi.
Em không có gì muốn nói với anh sao? Nói gì đây? Những điều cần nói. Không phải mấy năm trước đã nói rồi sao? Mà thiếu gia anh quên rồi sao? Lần này Mã thiếu gia đến đây tìm em có việc gì ư? Anh chỉ muốn hỏi rõ em, tại sao em lại đồng ý lấy Đồng Thịnh Vương? Vì thiếu gia chăm sóc em lâu như vậy, trong lòng Ngọc Uyên có anh ấy. Đừng nói anh ấy muốn cưới em, bảo em làm nô lệ làm hầu gái, Ngọc Uyên cũng sẽ không phản đối. Đúng vậy, anh biết cậu ta đã chăm sóc em nhiều năm qua, nhưng cậu ta nói rất rõ là vì anh. Thì ra Mã thiếu gia vẫn còn biết điều đó. Vậy thì có phải anh nên nghĩ tốt cho nhị thiếu gia, chứ không phải lúc nào cũng nhắm vào anh ấy? Anh không nhắm vào cậu ta, người mà anh nhắm vào là kẻ thù của anh. Hóa ra Mã thiếu gia vẫn luôn coi nhị thiếu gia là kẻ thù. Ngọc Uyên, có phải bây giờ cái gì em cũng bênh vực cậu ta đúng không? Em đã đồng ý cưới anh ấy thì tức là cả đời này em sẽ là người của anh ấy. Em không bênh vực anh ấy thì em bênh vực ai chứ? Được rồi, em đã trả lời câu hỏi của Mã thiếu gia rồi. Không biết anh còn có việc gì khác nữa không? Trước khi anh rời khỏi Đông Hà, giữa chúng ta không như thế này. Đúng vậy, lúc đó anh đến tìm em, nhị thiếu gia lúc nào cũng phá đám, hai người tranh cãi với nhau, tranh cãi rồi lại ẩu đả. Đột nhiên một ngày anh nói anh muốn đến Vũ Hán, nhị thiếu gia nói muốn đến Thượng Hải. Em biết anh thích em mà, trước đây thích, bây giờ vẫn thích. Mấy năm trước em tin, nhưng bây giờ em không tin nữa. Mã thiếu gia, anh hà cớ gì phải đi trêu đùa một người mệnh khổ như em chứ? Đó là bởi vì anh có rất nhiều việc quan trọng phải làm. Ngọc Uyên chỉ là một cô gái yếu đuối, trong lòng cũng chỉ có thể chứa một người. Mã thiếu gia, người này không phải anh. Người mà Đồng Thịnh Vương thích là Tần Diệp, chứ không phải em. Em biết, em biết mà em còn đồng ý với cậu ta. Cậu ta đang lợi dụng em đó. Em biết mà. Biết mà sao em vẫn làm như vậy? Bởi vì anh ấy tốt với em. Bởi vì anh ấy thật sự tốt với em. Ngọc Uyên à, anh nói thật cho em nghe, lúc anh không ở Đông Hà, lúc nào anh cũng nghĩ tới em. Nếu em không tin, em có thể đi hỏi trợ thủ Minh Phong của anh. Nhưng công việc hiện tại của anh thật sự không thể bị cảm xúc chi phối. Cho đến khi em đồng ý cưới Đồng Thịnh Vương, thật đấy, chuyện này đã khiến anh đau đớn vô cùng. Anh biết anh không thể lừa dối chính mình nữa. Ngọc Uyên, Mã Cao Hùng anh ở đây. Hôm nay anh sẽ cho em một lời hứa, anh sẽ đưa em đi, rời khỏi Đông Hà, đến Vũ Hán, Nam Kinh, bất cứ nơi nào. Phim được dịch Thuyết Minh, anh sẽ cho em một mái ấm, một Mã Cao Hùng của 3 năm trước. Đợi anh đánh xong trận với Đỗ Tam Giang, anh sẽ nói chuyện tử tế với Thịnh Vương. Anh không biết bây giờ cậu ta muốn làm gì, nhưng anh biết cậu ta chắc chắn sẽ không cướp em với anh. Mã thiếu gia, những lời anh nói bây giờ em còn có thể tin sao? Ngoan ngoãn về doanh trại cho em đi, ban ngày ban mặt đừng chạy tới chỗ em nữa.
còn nói anh nữa. Vậy còn cậu ta là tiểu đoàn trưởng, không phải ban ngày ban mặt cũng chạy tới đây tìm Ngọc Quyên sao? Chuyện gì vậy chứ? Anh mà biết sớm thì anh đã cưới Ngọc Quyên rồi. Xem cậu ta nhớ tới ai, anh vẫn chưa thôi phải không? Em, các người làm gì thế? Các người làm gì vậy hả? Tôi là người của tiểu đoàn dự bị đó. Anh cứ đi theo chúng tôi, không sợ chúng tôi lấy mạng anh à? Lũ Nhật, đừng vội vậy chứ. Võ Thượng rất ngạc nhiên phải không? Hóa ra các người cùng một phe. Ông có vấn đề. Vậy thì ông chủ Đặng, ông chủ Đặng cũng có vấn đề. Có vẻ như cậu cũng không ngu lắm, thông đồng với người Nhật. Ông điên rồi. Cậu nói sai rồi. Chúng tôi hợp tác. Nếu ông tiếp tục như vậy, ông sẽ không sống yên đâu. Tôi là ai chứ? Tôi đã ở Đông Hà bao nhiêu năm rồi? Tôi biết tôi đang làm gì. Tôi hy vọng cậu cũng có thể theo tôi. Ông mơ đi. Cậu biết đây là gì không? Biết đây là gì không hả? Đây là mũi kim độc mới nhất do người Nhật chế tạo ra. Nghe nói hiệu quả tốt lắm. Cậu có muốn thử không? Ông định làm gì hả? Phim được dịch. Chỉ cần tiêm mũi tiêm này, chỉ sau một phút, toàn bộ máu trong cơ thể cậu sẽ đông lại, giống như huyết vịt mà chúng ta thường ăn đó. Hơn nữa còn không để lại một dấu vết nào cả. Với khả năng của Đông Hà thì không thể điều tra ra cậu mất mạng thế nào được đâu. Một người còn đang sống thế mà lại biến mất không thấy tăm hơi. Đe dọa tôi sao? Ông đe dọa tôi đấy hả? Cậu vội vàng bắt họ như vậy là để tranh công đấy à? Cậu nghĩ rằng nếu cậu bắt được họ thì cậu có thể lên làm tiểu đoàn trưởng sao? Võ Thượng, ông thật tàn nhẫn. Nhìn này, đây là thuốc giải. Cậu chỉ có thời gian một phút để quyết định là muốn sống tiếp hay là muốn đi đời. Chỉ có một phút thôi. Cậu không nghĩ tới việc Mã Cao Hùng đang chèn ép cậu sao? Cả đời này cậu sẽ không thể trở mình được. Chỉ cần cậu đi theo tôi thì cậu sẽ được giàu sang phú quý. Người Nhật thì sao? Bây giờ Đông Bắc đang nằm trong tay người Nhật.
Đông Hà của chúng ta rồi cũng sẽ như vậy thôi. Đầu hàng người Nhật sớm ngày nào thì sẽ được giàu sang phú quý sớm ngày nấy. Đã biết chưa? Đừng nói là chức tiểu đoàn trưởng, mà cả Đông Hà này đều có thể là của cậu đấy. Đúng rồi, và cả cô gái Ngọc Nguyên đó nữa. Tôi biết cậu luôn muốn có được cô ta. Còn 15 giây nữa. Không, ông chủ Võ, tôi đồng ý nghe theo ông. Mau lên, mau cho tôi thuốc giải đi. Ông chủ Võ, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ông. Tôi muốn được sống, mau cứu tôi với. Cầu xin ông đấy. Ông chủ Võ, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ông. Mau cứu tôi đi. Ông chủ Võ, yên tâm đi. Vừa rồi tôi chỉ tiêm vào người cậu nước muối sinh lý bình thường thôi, không toi mạng được đâu. Cái này mới là thật. Tôi thật sự không nỡ lấy mạng cậu, nhưng đừng phụ lòng tốt của tôi. Không dám, tôi không dám. Cởi trói cho cậu ta. Trong lòng cậu chắc là biết rõ, có Mã Chính Long ở đây, cậu mà đối đầu với Mã Cao Hùng thì chỉ có con đường chết mà thôi. Cậu không phục Mã Cao Hùng, tôi cũng không phục Mã Chính Long. Trước mắt vừa hay chúng ta có một cơ hội tuyệt vời để có thể loại bỏ cái gai trong mắt của hai chúng ta. Tôi xin nghe theo ông chủ Võ. Tôi sẽ nghe theo lời ông. Phu nhân, sao cô lại đến đây? Cô còn ngồi yên được sao? Vậy thì cô cũng nên nói với chúng cháu một tiếng, để chúng cháu phái người đến đón cô. Còn đón gì nữa? Đây là Đông Hà, cô muốn đi đâu cũng không cần người khác sắp xếp. Vào trong rồi nói. Mời phu nhân. Phu nhân uống trà đi. Cảm ơn. Mẹ ơi, sao mẹ lại đến đây? Mỏ Bắc Sơn này đã giao cho các con lâu như vậy rồi. Mẹ phải đến xem thử. Vâng. Mẹ thấy tiến độ sản xuất khá nhanh. Bây giờ sản lượng thế nào rồi? Sản lượng bây giờ vẫn chưa bằng mỏ Phục Hưng. Đoán chừng sau một tháng nữa sẽ có thể vượt qua mỏ Phục Hưng. Rồi 3 tháng sau thì việc mở rộng mỏ sẽ hoàn tất. Sau khi hai mỏ hợp nhất, sản lượng có thể đạt được như mong đợi. Tần tiểu thư, chắc cháu đã đóng góp rất nhiều vào khu mỏ này. Cảm ơn nhé. Cháu là một cô gái tài giỏi đáng quý. Phu nhân, xin đừng nói thế. Cháu còn phải học tập đại thiếu gia rất nhiều. Vậy sao? Học tập thằng bé sao? Học cái thói lấy tiền ở nơi không nên lấy của nó sao? Mẹ ơi, mẹ nói vậy là có ý gì? Tiền chi cho việc mua thiết bị nhập khẩu lần trước từ đâu mà ra vậy? Đó là khoản vay doanh nghiệp của ngân hàng Hoa Nghĩa. Chỉ là khoản vay doanh nghiệp bình thường thôi. Con còn ngụy biện sao? Vậy tiền của ngân hàng Hoa Nghĩa từ đâu mà ra? Là từ khu tô giới Nhật Bản ở Thiên Tân. Mẹ ơi, con không biết chuyện này. Không biết sao? Ngân hàng Hoa Nghĩa không có chi nhánh ở tỉnh ta. Sao con lại biết được? Con đã đi đến Thiên Tân khi nào? Còn nữa, là ai đã giới thiệu chỗ đó cho con? Mẹ ơi, vay tiền thì vay của ai thì cũng như nhau thôi. Vả lại, con đã xem kỹ hợp đồng rồi, không hề có gì sai sót. Mẹ cứ yên tâm đi, đồng thành nghĩa. Con làm mẹ thất vọng quá. Sao con có thể thốt ra những lời như thế chứ? Dùng tiền của ai cũng được sao? Tiền của người Nhật cũng được hả? Con có biết là mục đích tỉnh phủ khai thác mỏ Bắc Sơn là gì không? Là để chuẩn bị cho quân đội khi chiến tranh. Nhưng bây giờ con lại
có quan hệ không rõ ràng với người Nhật. Người dân Đông Hà sẽ nghĩ gì về chúng ta? Tỉnh phủ sẽ nghĩ gì về đồng gia chúng ta? Mẹ ơi, kinh doanh là kinh doanh, không liên quan gì đến chính trị, hồ đồ. Đây là cái suy nghĩ nông cạn đần độn của mình con thôi. Con đúng là con trai tốt của mẹ. Phu nhân, cô đừng tức giận. Đại thiếu gia cũng không biết sự thật. Đây là chuyện nhà tôi, không liên quan đến cô. Con quỳ xuống cho mẹ. Nếu không phải Tần Diệp điều tra và làm rõ sự thật, thì đến bây giờ mẹ vẫn còn không hay biết gì. Có lẽ con nghĩ rằng bất kể đó là tiền của ai, chỉ cần con kiếm được tiền rồi trả lại là xong. Đúng không? Người Nhật có thể dễ dàng buông tha cho con như vậy không? Con đang hồ đồ hay đã điên loạn mất trí? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại. Sao con không nghĩ đến chuyện người Nhật sẽ dễ dàng cho con vay tiền như vậy sao? Họ có lòng tốt như vậy không? Nếu không phải Tần Diệp nói cho mẹ biết toàn bộ sự việc, thì đồng gia chúng ta tàn đời như thế nào, con cũng sẽ không biết. Tiểu Hà, đưa đồ cho cô. Con nhìn cho rõ đây. Đây là chuyện tốt mà con làm đấy. Những tờ ngân phiếu này là do mẹ đã bán tài sản ruộng đất của đồng gia, sau đó nhờ người đến tiền Trang Huệ Phong của ông chủ Lý ở tỉnh vay thêm tiền thì mới gom đủ. Người đồng gia chúng ta, cho dù nhìn ăn nhìn uống, đập nồi bán sắt, cũng không thể dùng một xu của người Nhật. Con lập tức đến ngân hàng Hoa Nghĩa trả lại số tiền đã vay. Đi ngay lập tức. Con có nghe không? Mau đi trả tiền đi. Vâng, thưa mẹ. Phu nhân, giờ chúng ta về nhà hay là về ăn? Trở về ăn đi. Lẽ nào phu nhân không muốn quản chuyện của đồng gia nữa sao? Mấy ngày nay ở trong ăn, cô đã suy nghĩ thông suốt một chuyện. Mỏ Bắc Sơn này không phải chuyện của đồng gia bọn cô. Cho dù là cô và thằng cả mặc kệ, thì cũng sẽ có người khác xử lý. Lý tướng quân và cháu, thậm chí là tham mưu Lê và Mã Cao Hùng, còn có người trên tỉnh, mọi người sẽ không để cho mỏ Bắc Sơn hoang phế. Nhưng chuyện cháu muốn nói không chỉ là mỏ Bắc Sơn. Sao thế? Cháu còn muốn nói đến Đồng Thịnh Vương. Tên nhóc thối này, không ngờ nó lại muốn ra tay với thị trưởng Mã. Đúng là không thể khiến người khác bớt lo lắng. Nếu thằng bé không khéo hiểu chuyện được như cháu, thì thật tốt biết bao. Yên tâm đi, thằng bé muốn tách khỏi đồng gia, cô không đồng ý. Những chuyện khác cô có thể mặc kệ, nhưng mà cô sẽ không mặc kệ chuyện này. Cảm ơn phu nhân. Cháu là một cô gái tốt. Thịnh Vương gặp được cháu, đó là phúc của nó. Không phải phu nhân muốn về Am sao? Sao lại đi vào thành? Đến tầng thế giới. Thịnh Vương nhà tôi ở đây phải không? Mời vào trong.
Đồng phu nhân, sao bà lại tới đây? Cô là bà chủ Kim, Kim Phụng Hân sao? Thật ngại quá, chính là tôi. Đồng phu nhân, bà có gì phân phó sao? Khách sáo quá. Dù sao thì chúng ta cũng là hàng xóm lâu năm ở Đông Hà, ngày thường cũng không qua lại. Con trai Thịnh Vương của tôi sống ở đây, đã gây rắc rối cho cô rồi. Không, không có đâu, vị thiếu gia là người hiền lành, cậu ấy ở đây vài ngày cũng được. Thằng bé có ở đây không? Tôi muốn gặp nó. Có à, tôi sẽ dẫn đường cho bà. Nào, mời phu nhân đi bên này. Vị thiếu gia, mau mở cửa đi. Vị thiếu gia, đồng phu nhân đến rồi, đang ở ngoài cửa đấy. Vị thiếu gia, cậu mau mở cửa đi. Vị thiếu gia, bà chủ Kim, chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến cô, vì vậy tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Tôi hiểu rồi ạ. Tôi sẽ tự nói chuyện với thằng bé. Vậy tôi không làm phiền nữa. Tôi xin phép đi trước. Có chuyện gì thì bà cứ gọi tôi. Tiểu Vương à, là mẹ đây. Mẹ đến thăm con này. Chẳng lẽ con đang giận dỗi, không thèm gặp mẹ sao? Mẹ đã biết hết mọi chuyện rồi, cũng hiểu tại sao con lại cắt đứt quan hệ với Đồng gia. Nhưng con đừng quên, cho dù xảy ra chuyện gì thì con vẫn là con của mẹ. Khi mẹ mang thai con, sức khỏe của mẹ không được tốt, ai cũng khuyên mẹ nên bỏ cái thai đi. Nhưng con nghĩ thử xem,